Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người ta thường nói rằng hạnh phúc của người phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng. Điều này quả không sai. Lấy được một người đàn ông thành đạt, yêu thương và chiều chuộng vợ con là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn và tinh tế để tìm được cho mình đúng mẫu hình đàn ông lý tưởng như vậy. Qua tướng khuôn mặt, bạn có thể tìm được người chồng lý tưởng cho bản thân. Nếu bạn gặp được người đàn ông nào có những nét tướng sau đây, hãy lấy ngay làm chồng, bởi đó là tướng của người đàn ông giàu sang, phú quý hiếm có. Vậy những nét tướng nào của người đàn ông thể hiện tướng giàu sang, phú quý, sự nghiệp vẻ vang, tài lộc vượng phát, phúc thọ lâu dài? Không để quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Tướng mặt đàn ông giàu sang thường có vầng trán cao rộng, đầy đặn. Theo nhân tướng học, đàn ông có vầng trán rộng và cao thuộc tiếp người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát, sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Bản thân những người này có sự tu dưỡng cao hơn những người khác nên luôn được mọi người nể trọng. Những người sở hữu vầng trán cao có khả năng lĩnh hội và có một ý chí kiên định, phấn đấu không biết mệt mỏi nên dễ thành danh, nổi tiếng. Họ có sự nghiệp lừng lẫy cả đời, giàu sang phú quý. Ngoài ra còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Hơn nữa, trong các mối quan hệ xã hội họ cũng giỏi giao tiếp, tạo dựng được nhiều mối làm ăn lớn, tiền bạc, công danh phất lên như diều gặp gió. Sau khi đã kết hôn, sự nghiệp của quý ông này sẽ thăng tiến âm âm. Có thể biết người đàn ông giàu có, phú quý qua tướng lông mày. Thứ nhất, lông mày rậm, xương lông mày hơi nhô cao. Xem tướng đàn ông, những người đàn ông có lông mày rộng cùng phần xương hơi nhô cao, nhiều thịt, được cho là có tướng đại quý, có tính lạc quan, tích cực và rất dễ thành công, trở nên giàu có. Lông mày có chứa nốt ruồi mang đến cho bạn một sự may mắn đặc biệt. Không chỉ thông minh xuất chúng, hậu vận của bạn cũng cực kỳ hiển vinh, sự giàu sang phú quý luôn nằm trong tầm tay. Nếu góc mày chạm vào tóc mai, bạn không chỉ gây cuốn hút với mọi người bởi vẻ ngoài hấp dẫn cùng sự thông minh bẩm sinh. Trong tương lai, bạn cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Thứ hai, lông mày rậm đều, khoảng cách giữa hai lông mày rộng thoáng. Đàn ông sở hữu nét tướng này là người phóng khoáng, thông minh, đĩnh ngộ, trí tuệ hơn người. Họ tự tin và cởi mở, dễ dàng giành được những cảm tình của người đối diện, từ đó gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong công việc. Đây cũng là người được cho là trí dũng song toàn, dám nghĩ, dám làm, đảm đương nhiều trọng trách. Khả năng chịu áp lực tốt khiến họ vượt mọi khó khăn để tạo dựng cho mình những sự nghiệp vững vàng, tài lộc đầy nhà, không phải suy nghĩ. Thứ ba, lông mày dài quá đuôi mắt. Xem bói tử vi, lông mày dài quá đuôi mắt kết hợp với đôi mắt to tạo nên khuôn mặt đẹp cho người sở hữu. Cánh mày râu có kiểu lông mày này khí sắc trong sáng, tài trí vẹn toàn và sống có tình nghĩa. Họ có nhân duyên tốt nên làm việc gì cũng thuận lợi, hễ gặp khó khăn là có quý nhân giúp đỡ. Thứ tư, lông mày hình rồng. Lông mày hình rồng thường có sợi lông mày đậm, dài, chân mày mỏng nhưng đậm dần về đuôi mày cao hơn đầu chân mày. Xem tướng mặt đàn ông giàu sang, đây là tướng của những người đàn ông kiên cường, có ý chí bất khuất, dám nghĩ, dám làm. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ phấn đấu tới cùng, đến khi đạt được kết quả ưng ý mới thôi. Khó ai có thể khiến những người này thay đổi chính kiến của mình. Lông mày hình rồng là nét tướng của những người đàn ông giàu có, phú quý, gia đình hạnh phúc, vẹn tròn. Thứ năm, lông mày hình mũi kiếm. Lông mày hình mũi kiếm thường có đuôi và chân mày tạo thành góc nhọn giống như hình tam giác, lông mày dài hơn mắt. Xem hình dáng khuôn mặt,
đây là tướng của những người đàn ông có chức quyền, địa vị trong xã hội. Họ coi trọng chữ tín của bản thân và có trách nhiệm với những người thân xung quanh. Khi hứa điều gì, nhất định sẽ thực hiện. Những người đàn ông sở hữu cặp lông mày này rất có nghĩa khí, trí tuệ, giàu lòng tự tôn. Nếu không làm quan chức, những người này cũng sẽ làm chủ doanh nghiệp, nhà hàng, thuộc hạng sang giàu, khá giả. Tướng mắt của người đàn ông thành đạt, sự nghiệp vẻ vang. Thứ nhất, đôi mắt có thần, ánh nhìn mạnh mẽ. Xem tướng đàn ông, qua đôi mắt có thể nhận biết được đây có phải người đàn ông trong cuộc sống. Xem tướng đàn ông, qua đôi mắt có thể nhận biết được đây có phải là người đàn ông thành công trong cuộc sống hay không. Thông thường, một người đàn ông sở hữu ánh mắt mang thần thái mạnh mẽ, ngay thẳng, thể hiện ý chí cao xa, trí tuệ mẫn tiệp của người ấy. Những người có đôi mắt như vậy được gọi là mang huệ nhãn trong bất cứ việc gì. Họ cũng thể hiện tư duy vượt trội và khả năng xuất chúng. Có ý chí, có dũng khí, họ chẳng những gặt hái được nhiều thành công trong công việc, gây dựng sự nghiệp lẫy lừng mà tài vận còn rất hanh thông, cả đời không phải lo cơm ăn, áo mặc, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Thứ hai, mắt sáng, cân đối và lòng trắng đen rõ ràng. Đôi mắt sáng, cân đối thể hiện tính cách một người đàn ông chính trực, biết cân bằng sự nghiệp và gia đình. Là người thông minh, tài giỏi, quyết đoán và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, sống với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của mình. Một khi đã tập trung vào công việc gì thì không gì có thể làm họ phân tán tư tưởng. Trong cuộc sống gia đình, những người này luôn làm tròn vai trò, trách nhiệm của một người cha, người chồng. Dù có bận rộn với công việc, họ vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc đến đời sống gia đình. Người đàn ông có đặc điểm này sẽ là người thông minh, có tính cách rõ ràng, quân tử và chính trực. Họ có khả năng cân bằng tốt giữa sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Vấn đề quan lộc, công danh sự nghiệp rất tốt. Thứ ba, mắt dài và sâu. Trong nhân tướng học, đôi mắt dài và sâu là quý tướng. Chủ nhân của tướng mắt này giàu khả năng tư duy, trí tuệ hơn người. Bên cạnh đó, nội tâm người này sắc sảo, cư xử khéo léo với mọi người nên được nhiều người coi trọng và khâm phục. Người có tướng mạo này không chỉ thông minh giỏi giang mà còn giàu ý chí, nghị lực vươn lên. Sau đó, thường nắm giữ địa vị hoặc chức vụ cao trong xã hội. Tướng tài đàn ông giàu sang, phú quý. Thứ nhất, tài dày, sái tai đầy đặn. Theo nhân tướng học, tướng đàn ông giàu sang còn thể hiện qua đôi tai. Tài dày thể hiện đây là người có tài ngoại giao, có sức cuốn hút riêng, nhân duyên rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm nơi công sở thì người này đều may mắn, được quý nhân phù trợ, thần tài để mắt, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng. Nếu kết hôn với người như vậy thì cả đời không phải lo phiền mà chỉ cần hưởng phúc. Một người đàn ông có đôi tai dày, cứng và hơi vểnh ra ngoài thì phát triển về đường tài lộc, công danh sự nghiệp thênh thang rộng mở. Tay dày, sái tay đầy đặn và tròn trịa thường là người đàn ông có tố chất lãnh đạo, nắm quyền cao chức trọng trong tay, đồng thời cũng có khả năng thiên bẩm về nghệ thuật. Thứ hai, thùy tay dài, tròn và đôi tay cao vểnh. Người đàn ông có thùy tay dài, tròn và đầy đặn sẽ nắm quyền lực lớn trong tay, có số mệnh giàu sang phú quý, con đường quan lộc sáng lạng, công danh và sự nghiệp thành đạt và sống. Người này còn có sức khỏe tốt và sống trường thọ. Kết hôn với những người đàn ông có nét tướng này, cả cuộc đời bạn sẽ không phải suy nghĩ tới vấn đề vật chất, tiền bạc. Thứ ba, tai cao quá mắt. Người có đôi tai dày dặn và vành tai cao quá mắt thường có năng lực học tập nhanh nhạy hơn so với người khác. Người này thông minh, ý chí kiên định, giàu năng lực sáng tạo, phù hợp với những công việc nghiên cứu hoặc tính chất mở. Tướng đàn ông phú quý thường có khuôn cằm đầy đặn, hơi có thịt. Xem tướng đàn ông, người mà khuôn cằm đầy đặn, trời sinh tình cảm, trọng tình, trọng nghĩa, sống nhân hậu, khoan dung, lễ độ với tất cả mọi người. Về tình cảm, đây là người vô cùng yêu thương vợ con, đặc biệt chăm sóc cực kỳ chu đáo đối với nửa kia của mình. Trong sự nghiệp, họ dám chịu khó, chịu khổ, tinh thần trách nhiệm cao, đa phần đều có năng lực giỏi, tay trắng làm nên sự nghiệp, thậm chí càng về già thì lại càng giàu có. Tướng đàn ông phú quý thường có tướng mũi to và thẳng. Tướng mũi to, thẳng là tướng mạo của người có chức, có quyền,
tài trí song toàn và luôn có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Đàn ông có tứ mũi này rất có duyên với việc kinh doanh và có khả năng giữ tiền tốt. Ngoài ra, người có mũi cao, thẳng là những người thẳng thắn và lòng tự trọng cao nên họ luôn giữ lời hứa, sống có trách nhiệm và rất được mọi người tôn trọng. Đây cũng là tứ mũi của người đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng, không thích phụ thuộc vào ai, luôn muốn tự mình vươn lên và phấn đấu hết mình vì sự nghiệp. Đối với gia đình, lúc nào họ cũng xem trọng, hết lòng vì người thân. Cuộc sống ngoài 35 của người đàn ông có sống mũi cao và thẳng sẽ bắt đầu với những chuyển biến tích cực, vận trình, tiền bạc, hanh thông, công việc như ý, cơ hội làm ăn tiến bộ và vô cùng phát triển. Mặc dù vận mệnh đào hoa nhưng họ rất trung tình, một lòng một dạ với bạn, nên nếu kết hôn với những người này, bạn sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì. Cuộc sống hậu vận của bản mệnh cực kỳ giàu sang, có phúc, vợ con được nhờ. Tình cảm thắm thiết lại càng thúc đẩy người đàn ông này hết lòng vì công việc và kiếm tiền, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Người đàn ông phú quý thường có ấn đường rộng, đầy đặn, màu sắc đẹp. Ấn đường là bộ phận nằm phía dưới khoảng giữa hai lông mày, chừng 1cm, phản ánh tính cách cơ bản của một người. Ấn đường là nơi tụ họp tinh khí nguyên thần của một người và là bộ phận rất quan trọng của khuôn mặt. Xem tướng mặt đàn ông giàu sang thường sở hữu ấn đường rộng, đầy đặn, màu sắc đẹp. Người này chắc chắn có tấm lòng mở rộng, học thức uyên bác, khí chất bất phàm, làm việc dễ thành công. Quý vị thân mến, trên đây là những nét tướng mà chỉ có người đàn ông có số phú quý, giàu sang mới có. Mong rằng qua chương trình ngày hôm nay, các bạn có thể tìm được người đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình. Cũng hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.